Con chào thầy và các bạn. Con tên là Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 4A7 của trường Vinh Ocean Park. Hôm nay con sẽ nói về bài làm Scratch của con. Đầu tiên Doraemon sẽ xin chào và nó sẽ nói giúp Nobita chinh phục đỉnh Olympia. Mỗi lần con trả lời câu đúng thì con sẽ được đi tiếp. Đây. Còn nếu như con trả lời sai thì nó sẽ không cho và nó sẽ đứng im. Như này. 6 7 1 Còn khi con đã về đích thì nó sẽ nói cảm ơn các bạn đã tham gia. Khi hết thời gian mà con chưa đến đích thì nó sẽ nói chúc bạn may mắn lần sau và nó sẽ và trò chơi kết thúc. Nếu như muốn chơi lại thì nhấn vào dấu đỏ và nhấn lại lá cờ thật xanh nè. Con xong rồi. Còn đây là phần code của Doraemon. Đầu tiên là Con chạy tính năng thắng đi con. vâng. Xuống. Đây. Sau khi thắng thì nó sẽ nói chúc mừng bạn đã chiến thắng. Và nó sẽ không đưa cho đạo câu hỏi nữa. Còn đây là code của Doraemon. Đầu tiên là khi nhấn vào lá cờ xanh. Tiếp theo là đi tới điểm X là trừ 179. Y là trừ 112. Nói xin chào các bạn, mình là mèo máy Doraemon trong 3 5 giây. Sau đó là nghĩ hầm trong 2 giây, anh nói các bạn hãy giúp Nobita chinh phục đỉnh Olympia bằng cách trả lời các câu hỏi nhé trong 42 4,2 giây. Liên tục ở đặt ở bên ngoài. Ở trong thì chúng ta có đặt A thành lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 40, đặt B thành lấy từ 1 đến 50, đặt tổng thành A cộng B hỏi kết hợp A kết hợp cộng B
Và đợi. Nếu không thì, ở trong nếu không thì trả lời bằng tổng thì phát âm thanh nhạc đúng đến hết, thay đổi vị trí một lượng là một. Nếu không thì nói sai rồi trong 2 giây, phát âm thanh nhạc sai đến hết. Khi nhận thắng rồi thì Doraemon sẽ nói chúc mừng bạn đã chiến thắng trong 2,5 giây. Khi thua cuộc, nếu mà Doraemon sẽ nói chúc mừng bạn may mắn lần sau trong 2 giây và dừng lại các kịch bản khác cho nhân vật. Còn đây là code của Nobita. Khi bấm vào lá cờ xanh, đi tới điểm X 53 y trừ 37 đạt vị trí thành công. Đợi đến khi vị trí bằng một, lướt trong 1 giây đến điểm X trừ 34 y trừ 28. Đợi đến khi vị trí bằng 2, lướt trong 1 giây tới điểm X trừ 127 y trừ 37. Đợi đến khi vị trí bằng 3, lướt trong 1 giây đến điểm X là trừ 161 y là 30. Đợi đến khi vị trí bằng 4, lướt trong 1 giây tới điểm X là trừ 75 y 55. Đoạn đến khi vị trí bằng 5, lướt trong 1 giây tới điểm X là 33 y 51. Đoạn đến khi vị trí bằng 6, lướt trong 1 giây tới điểm X là 107 y là 99. Đợi đến khi vị trí bằng 7, lướt trong 1 giây tới điểm X là 46 y 143. Đợi đến khi vị trí 8, lướt tới trong 1 giây tới điểm X là trừ 15 y 145. Còn con sáng tạo thêm là có cái ngôi sao, và con cho câu lệnh ngôi sao là bấm vào lá cờ xanh đi tới điểm X là 213 y 81. Liên tục thay đổi hiệu ứng bóng ma 4 lượng 50. Đợi 1 giây thay đổi hiệu ứng bóng ma 4 lượng trừ 50. Đợi 1 giây thay đổi hiệu ứng màu 1 lượng lam ạ. Còn sân khấu thì con lập trình liên tục, trong liên tục thì nếu thì có thời gian lớn hơn không và vị trí bằng 8, phát tin thắng rồi. Khi bấm vào lá cờ xanh là thời gian thành 60, lặp lại 60. Đợi 1,5 giây thay đổi thời gian 1 lượng là trừ 1. Nếu vị trí lớn hơn 8 thì phát tin thua cuộc. Đây là bài thuyết trình của con ạ. Rồi, thầy cảm ơn cái bài thuyết trình của Minh Đức. Và tiếp theo thầy mời các bạn khác góp ý dành cho bài của Minh Đức nha. Thầy mời bạn bạn Hoàng. Em với thầy là Nobita nó không có động tác nhảy, mấy cả ở cái chỗ bậc phải xoay thì lại không xoay thầy ạ. À, tức là chưa Tấn động xoay lại đúng không? không Xoay thì nó khi xoay thì nó sẽ bị lỗi là cái phần gần đến nơi thì nó sẽ lỗi bước, đứng nguyên đi đến.
Bước tiếp theo ạ. Không Xe bình giải được thường chứ con con, đâu. Đó. xe mặt bình thường chứ sao bị lỗi con, tức là tới ngay chỗ quay đầu lại như ngay chỗ tôi gọi tôi quẹo chỗ này đi, Nhảy đến chỗ này nè, tới chỗ đó là mình cho xoay mặt lại để vâng, cho nhân vật từ phải đi từ, ngược. không, lúc mà con đây con xoay được rồi thì đến đây xoay nó lại bị ngược. Con đã chỉnh đúng rồi nhưng mà con không cho xoay nữa để cho cân bằng. Đúng. Con đã để ở trong chỗ Nobita nhưng mà tự nhiên bây giờ tự đâu con không thấy ạ. Rồi rồi bạn Minh Đức giải thích như vậy đó, rồi Hoàng có thêm câu hỏi nào nữa không con? Em với thầy là cái mấy cái bậc thang của bạn hình như nó không đều nhau ạ. Bố trí chưa có điều nhau nha. À, vâng ạ. Cái to cái nhỏ mình copy ra mà Minh Đức, mình đừng có vẽ mới, mình copy ra thì nó sẽ đều nha. À, vâng. Rồi còn chỗ nào góp ý dành cho Minh Đức nữa không Hoàng? Không ạ. Rồi thầy cảm ơn con nha. Rồi tôi thấy bạn Nguyễn Đình Minh Đức có câu hỏi nữa hay gì con? Dạ Nhớ thưa rồi. thầy. Dạ thưa thầy á, là cái chỗ mà nền á thì nó có quá cây, cái chỗ mà núi á thì kiểu nhìn nó hơi rộng rộng á thầy, nó Bố rộng trí hả? rồi. Rồi còn cái mây á nhìn nó hình cầu, nó thấy kiểu như dị hợm quá. Rồi Minh Đức Đấy, đang cầm cái gì đấy? con thích thích Rồi con có cho. biết thêm gì nữa không Dạ không thầy. con? Rồi thầy cảm ơn Nguyễn Đình Minh Đức nha. Rồi bây giờ thầy nhận xét lại của bạn Nguyễn Minh Đức nha. Thứ nhất là về thuyết trình nè, con thuyết trình rất tốt nè, nói rõ ràng đầy đủ các bước. Rồi thứ hai là về thẩm mỹ thì thầy đánh giá sản phẩm của con khá, có bố trí thêm những cái nhân vật trang trang trí thêm, nhưng mà con sắp xếp thì nó khá, ở dưới chọi ở dưới phần dưới này là còn trống nhiều nha, nên thẩm mỹ là khá là đẹp. Rồi về phần lập trình thì con biết vận dụng kiến thức trên lớp để áp dụng vào trong bài học này. Tuy nhiên trong đó thì cũng còn có cái lỗi, nhưng để các bạn có ý đó là nhân vật còn đi ngược, nha, còn đi ngược. Rồi về phần sáng tạo thì để thấy con sáng tạo về cách vẽ mặt trời nè, vẽ mây, rồi lập thêm cái nhân vật ngôi sao để trang trí và lập trình cho nhân vật ngôi sao. Thì đánh giá chung thì đánh giá sản phẩm của con là tốt. Rồi thầy cảm ơn con. À, vâng, con cảm ơn thầy.